Trong những diễn biến tiếp theo, sau khi thành công lấy mạng Hàn Phong, Tiêu Viêm đã ngay lập tức lấy những thứ tốt trên người của tên kia. Thế nhưng, dị hỏa trên người hắn thì Tiêu Viêm không lấy được. Điều này cũng bởi dị hỏa đã theo linh hồn và bị người của hồn địa bắt đi. Đến khi trở về, Tiêu Viêm cũng thành công mở ra công pháp đế ấn quyết mà Huân Nhi tặng cho mình. Cùng với đó, anh ấy cũng thành công dụ hoặc Mị Độ Toa và cùng với nàng đưa ra một điều kiện. Với điều kiện này, Mị Độ Toa sẽ đi theo bảo vệ Tiêu Viêm trong vòng 1 năm. Đổi lại, Tiêu Viêm cũng phải luyện chế cho nàng phục hồn đan, giúp nàng dung hợp hoàn toàn linh hồn với Thôn Thiên Mãng. Cuối cùng, khi đã làm xong hết mọi thứ, Tiêu Viêm cũng bắt tay vào tu luyện đế ấn quyết tầng thứ nhất. Và cũng trong thời gian đó, Tiêu Lệ đã loại bỏ hoàn toàn đám người Hắc Minh thu thập được Phong Thành và lập ra Tiêu Môn. Thế nhưng, Tiêu Môn lại gặp phải rắc rối lớn khi bị ba thế lực mạnh nhất Hắc Vực lúc đó liên thủ bao vây. Bởi vậy, Tiêu Lệ đã phải cầu cứu Tiêu Viêm. Và ngay lập tức, Tiêu Viêm sau khi biết tin đã cùng Mị Độ Toa đi tới. Tại đây, nhờ uy thế của Mị Độ Toa, Tiêu Viêm đã thu phục hoàn toàn ba thế lực này và mượn họ để bổ sung nhân lực chuẩn bị tiến đánh Vân Lam Tông. Sau đó, khi tất cả đã hoàn thành, Tiêu Viêm liền bắt tay vào quá trình thức tỉnh linh hồn Dược Lão. Và rất nhanh, quá trình đó cũng diễn ra vô cùng thuận lợi. Tuy vậy, sau thời gian kéo dài, thế nên đấu khí trong người Tiêu Viêm khô cạn, anh ấy lại một lần nữa bất tỉnh và rơi xuống dưới vực sâu. Rất may, Mị Độ Toa đã kịp thời đi tới cứu mạng. Thế nhưng ở giữa không trung, Mị Độ Toa đang nhìn Tiêu Viêm say đắm thì Dược Lão lại đột nhiên xuất hiện. Sau đó, ông tưởng Mị Độ Toa làm hại học trò nên đã tấn công nàng. Cứ thế, tình cảm vừa xuất hiện đã liền bị cắt đứt. Cuối cùng, thời gian trôi qua, Tiêu Viêm cũng tỉnh lại. Nhìn thấy lão sư, anh ấy rất vui mừng, còn Dược Lão thấy học trò tiến bộ, ông cũng mừng không kém. Tuy nhiên, sau khi nói đến chuyện của Hàn Phong liên quan tới hồn điện, ông lại cảm thấy có điểm đáng ngại. Cuối cùng, sau một hồi trò chuyện, Tiêu Viêm cùng Dược Lão bàn bạc vài việc quan trọng. Xong xuôi, Tiêu Viêm cũng tiến nhập trạng thái tu luyện. Thời gian trôi đi, Tiêu Viêm sau khi hồi phục, anh ấy cũng liền xuất quan sau đó trở về Tiêu Môn. Lúc này, dưới sự chỉ đạo của anh ấy, Tiêu Lệ đã thu nạp rất nhiều cường giả. Theo ước tính, 2 tháng sau sẽ trở về Gia Mã Đế Quốc. Bởi vậy, tình huống lúc này đã rất cấp bách. Còn Tiêu Viêm, sau khi phân phó chuyện trong Tiêu Môn, anh ấy cũng trở về nội viện chào từ biệt và nhờ Tu Thiên trưởng lão vài việc. Sau đó, khi chuyện đã xong, Tiêu Viêm cũng liền trở về bản môn tìm thêm nhân lực. Và trong thời gian đó, chẳng những có Tử Nghiên cùng Lâm Diễm, ngay cả Liễu Kình và Lâm Tu Nhai sau khi bị Tiêu Viêm đánh bại cũng nguyện ý theo anh ấy về Gia Mã Đế Quốc. Cuối cùng, trước chuyến đi này, Tiêu Viêm cũng liền bế quan nâng cao thực lực. Thế nhưng, trong thời gian đó, Tiêu Viêm tu luyện đế ấn quyết vẫn không có tiến bộ. Bởi vậy, hiện tại chỉ còn cách dung hợp 3 loại dị hỏa thành Phật Nộ Hỏa Liên mới có thể lấy mạng Vân Sơ mà thôi. Và làm theo lời Dược Lão, Tiêu Viêm cũng thử dung hợp 3 loại dị hỏa. Sau vài lần thất bại, anh ấy cũng có chút tiến triển. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc đó, Tiêu Lệ đã gửi thư cho Tiêu Viêm và nói tất cả đã chuẩn bị đầy đủ. Chính vì thế, ngày mà Tiêu Viêm chờ đợi 3 năm nay cũng tới. Rất nhanh, rất theo mọi người, Tiêu Viêm liền trở về tụ hội cùng Nhị Ca tại Phong Thành. Cuối cùng, khi tất cả đã tụ hội, mọi người cũng liền trở về Gia Mã Đế Quốc. Lúc này đây, nhìn về phương xa, Tiêu Viêm gương mặt băng lạnh quát. Gia Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông, Tiêu Viêm ta đã trở lại. Cũng trong lúc đó, ở tại phương xa, sau khi nắm được tin tình báo Vân Lam Tông đang có ý đồ xấu với Mễ Đặc Nhị gia tộc. Bởi vậy, mọi người đã nhanh chóng họp bàn và tính toán kế sách đối với Vân Lam Tông. Còn ở tại Vân Lam Tông, trong căn phòng trống lúc này, Vân Vận cùng với Vân Sơn đang cãi nhau rất quyết liệt. Hiển nhiên điều này cũng bởi chuyện liên quan đến Tiêu Viêm, bởi vậy Vân Sơn đã rất tức giận. Và cũng trong lúc đó, Tiêu Viêm sau khi trở về Gia Mã Đế Quốc, biết tin về Mễ Đặc Nghị gia tộc, anh ấy rất nhanh đã tiến về đế đô của Gia Mã Đế Quốc. Thời gian qua đi, cuối cùng tin tức Vân Lam Tông động thủ với Mễ Đặc Nghị gia tộc cũng thành sự thật. Tuy vậy, cho dù khi sinh Mễ Đặc Nghị, Hải Ba Đông vẫn quyết bảo vệ Tiêu gia. Chính vì vậy, rất nhanh, một cuộc chiến giữa Vân Lam Tông và Mễ Đặc Nghị gia tộc đã xảy ra. Trong đêm tối, đám người của Vân Lam Tông đã liền đi tới Mễ Đặc Nghị gia tộc, sau đó bao vây lại, để rồi sau đó cuộc chiến nổ ra. Dưới sự phản kháng mạnh mẽ, Hải Ba Đông mặc dù bị đám đấu vương cường giả vây công, thế nhưng ông vẫn dắt Mễ Đặc Nghị gia tộc phản kháng rất quyết liệt. Có thể nói, đây là một cuộc chiến vô cùng đẫm máu, Mễ Đặc Nghị gia tộc tổn thất là vô cùng lớn, thậm chí Hải Ba Đông lúc này cũng bị thương nghiêm trọng. Và cũng đúng vào lúc đó, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, sau đó đánh văng đám đấu vương ra xa, cứu nguy cho Hải Ba Đông một mạng. Theo sau thân ảnh ấy, từng bóng dáng quen thuộc cũng dần hiện ra. Sau đó, âm thanh hùng hồn vang lên, Tiêu Viêm quát. Vân Lam Tông, Tiêu gia, Tiêu Viêm ta đã trở về rồi đây. Nhất thời, âm thanh này làm mọi người sững sờ. Và liệu rằng tiếp theo, cuộc chiến sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha!